Ông bố bảo tôi đi nhá, hát phải có khai mấy thật anh em nhá. thôi, làm gì Nhớ có chưa? gái và kết Không được nói quả. dối, nhớ chưa? Nói dối là mẹ mách cô giáo đấy. Thế bố nãy bố đi hát bố có uống rượu không? Có. Thế bố có ôm gái không? Không. Đúng là con trai của bố dắt ta. con trai đi nhậu. Khi về nhà bị mẹ tra hỏi thì vỡ lẽ bí mật của bố bấy lâu. Theo đó, ba mẹ nhìn thấy con trai vừa ra ngoài đi nhậu với bố về, đã nhanh tay lẹ chân gọi con vào phòng tra khảo hành tung của bố. Đi đâu, làm những gì, đặc biệt một điều là có gái không. Không những thế, ba mẹ còn hăm dọa con trai không được nói láo, nếu không sẽ đến trường mách cô giáo. Trước sự tra khảo như công an hình sự của mẹ, con trai khả dạ khai răm rắp. Rồi, thấy bố có con gái không? Không. Thế trong đấy có nhiều gái không? Không, chỉ một cô gái thôi. Một gái á? Gái xinh không? Không, không thuận đến xinh chỗ nào bố không chơi. Bố chơi Hùng á? Bố không chơi. À, bố không chơi, thế mấy chú kia chơi à? Thành hai chú này chơi thôi. Không, cái chỉ hai cái chú kia. Thôi chú có đứa hát xin là chú đấy, đấy còn con cho có hát nữa. Thế là bí mật bấy lâu nay đi nhậu giấu vợ là không có gái đã bị cậu ấm khai rõ, phơi bày sự thật. Nhiều người khi xem qua đoạn clip đã không khỏi bật cười trước cách dò la thông tin từ con trai cực cao tay của bà mẹ. Một số bình luận được dân tình để lại: ở bàn nhậu ông bố bắt Bim Bim mua chuột bảo con về không được mách mẹ. Từ nay chồng đi nhậu, tôi cho con đi theo làm nội gián. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.